Thưa quý vị, trong chương mục chính trị và đời sống trên TTV hôm nay, anh chị muốn mời quý vị cùng theo dõi tác giả Nguyễn Thông viết về một thành ngữ. Ông đặt tên đó là thành ngữ mới, mặt nghệt như mất sổ gạo. Tại sao nó là thành ngữ mới? Bởi vì những cái thể loại thành ngữ mới mà ông nguyễn thông chia sẻ phân tích với chúng ta đó nó chỉ xuất hiện kể từ khi có sự ra đời của đảng cộng sản việt nam chứ nó không phải là thành ngữ đã tồn tại trong dân gian của ông bà ta từ ngàn xưa và bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi thành ngữ mới mặc nghệt như mất sổ gạo của tác giả nguyễn thông ông viết chưa cần liếc gì thêm chỉ đọc mấy chữ đó thôi nhiều người nghĩ ngay tới thời bao cấp, mà ngẫm lại đến giờ đầu óc vẫn còn khiếp sợ. Nếu nhớ mở rộng một chút nữa thì đó là cái thời tiếng nhanh, tiếng mạnh, tiếng vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, tiếng mãi không tới nơi. Còn nếu thu hẹp một chút thì đó là cái cuộc sống kinh tế và xã hội miền Nam sau biến cố giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm Ất Mão 1975 tháng 4. Các cụ xưa thường dạy ôn cố tri tân. Ôn có nghĩa là nhắc lại, xem lại cái cũ để mà biết cái mới. Thú thực, có những cái thứ cũ, quên đi càng tốt, quên nhanh, quên được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bởi mỗi lần gợi nhớ, mỗi lần ôn lại chỉ tổ khiến cho chúng ta ứ ừ, rùng mình. Không ít lần tôi tự hỏi tại sao bản thân và nhiều người như mình, thế hệ của mình lại có thể sống được trong cái vũng lầy lịch sử khốn nạn ấy mà không bị chết bởi đói, bởi khốn cùng, bế tắc, tuyệt vọng, liều mình như bao người. Nếu chiến tranh bom đạn chết chóc từng giây xô đẩy người ta vào cùng đường đi đã, đó là một nhẽ. Đằng này, ngay cả khi hòa bình, cuộc sống tự do, đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh, thế mà nó, cái đói, cái khốn nạn, vẫn vân váo ngự trị. Nó được gọi bằng cái tên thời bao cấp, trong đó chứa đựng đủ cả sự nghèo đói, bất công, khốn khổ, lầm thang. Và cha đẻ của nó không ai khác hơn chính là người cộng sản búa liềm, chính là Bình thắng cuộc. Giờ có nhỡ buộc mồm kể về cái thời bao cấp nhiều đứa trẻ con thế hệ 9X trở về sau đó, chúng nó trố lòi con mắt ra cũng không tin. Chúng sẽ cầu nhau, gơm ông nói thế nào, làm quái gì có cái chuyện đói hay thèm ăn, hay phải ăn cơm độn, bột mì thì sâu vón, hay là phải ninh hạt bo bo mấy tiếng đồng hồ rồi tranh ăn phần của lợn. Tem lương thực tiêu chuẩn thì chia mức tới tận 25 gram. Xếp hàng mua gạo dài vài chục mét, mất sổ gạo khóc như cha chết mẹ chết. Chúng không tin. Cũng phải, bởi vì nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng điều chúng được nghe không có nghĩa là chuyện hư cấu. Tất cả đều là sự thật. Chính tôi đây này, tôi là người trong cuộc đã trải qua bản thân nhiều năm từng không có bất cứ ham muốn gì ngoài cái ham muốn là được ăn no Chứ đừng có, chưa có dám nói tới chuyện ăn ngon nhé quý vị nhé. Chỉ có mong muốn là được ăn no thôi. Kể lại ký ức buồn, không nhằm cái mục đích tri tân mà chỉ góp phần lưu giữ một mảng lịch sử đang nhợt nhạt kẻo sau này nó lại bị lãng quên. Thời bao cấp, cái tên nghe nó cứ nhẹ tin. Nhưng đó là một trong những chặng đường giai đoạn đen tối của lịch sử hiện đại xứ này. Tuy nó chưa đạt tới độ tàn ác bất nhân đẫm máu như cải cách ruộng đất nhưng nó lại kinh khủng hơn ở cái thời gian kéo dài vùng phủ sống rộng tác động tới nhiều đối tượng xô đẩy hàng chục triệu người vào cái cảnh nghèo đói khốn khổ và đặc biệt là lặp đi lặp lại ở miền Bắc và sau đó ở miền Nam mà không hề được rút kinh nghiệm hay sửa chữa. Nó chỉ chấm dứt khi cuộc sống của dân chúng bị đẩy tới chân tường bế tắc, bị dồn vào đường cùng và họ có thể uất ức vùng lên cởi bỏ trói buộc bất cứ lúc nào. Người ta, ở đây là những cái người, những cái nhà cai trị ấy, nhận ra cái điều nguy hiểm sinh tử ấy, cho nên họ vội vàng thay đổi chính sách được áp đặt đã quá lâu, và họ gọi đó là đổi mới. Thực chất, cái đổi mới ấy chỉ là để cứu chính cái chế độ cai trị, cứu cái tầng lớp cầm quyền, chứ không phải hướng tới dân chúng vì dân chúng như người Cộng sản tuyên truyền lâu nay đâu một trong những giả mang tệ hại nhất về bao cấp là chính sách bao cấp lương thực. Nếu nó chỉ bị áp dụng ở miền Bắc, miền thiếu đói những năm chiến tranh đi đã một nhẹ ha. Đằng này nó còn bị thi hành ráo riết ngay cả sau khi người cộng sản đã chiếm được miền Nam, chiếm được vựa lúa đồng bằng sông cửu long, kho gạo của cả nước, thậm chí là của thế giới. Như tôi đã biên ở trên đó, một trong những sự tệ hại nhất của chế độ bao cấp mà nhà nước cộng sản áp dụng đó là chính sách bao cấp lương thực. Những ai sống ở miền Bắc sau năm 1954 và miền Nam sau cái tháng 4 năm 1975 thì đều biết rõ chuyện này. Biết rõ bởi không phải là được nghe nói mà chính bản thân được trải qua đấy. Cuộc đời mình giống như là một ca thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của cái chế độ này. May mà nó, tức là cái chế độ bao cấp lương thực ấy chấm dứt lẻ tẻ vào khoảng năm 1988-1989 và chấm dứt hẳn vào đầu thập niên năm 1990. Nông thôn miền Bắc sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi chưa kịp ổn định thì rơi vào cơn bão mới. Cái tâm trạng mà thi sĩ Vũ Cao thể hiện trong bài thơ Núi Đôi đó, anh nghe có tiếng người qua chợ. Ta gắn mùa sau lúa sẽ nhiều, ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc, làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu chả có kéo dài được bao nhiêu cả. Trận cuồng phong mới có tên Mỹ Miều, đó là hợp tác xã hay còn gọi là hợp tác hóa nông nghiệp. Gia đình nông dân nghèo nhất là bần cố nông vừa được cách mạng chia cho vai xào ruộng trong cái đợt cải cách ruộng đất đẫm máu từ năm 53 tới năm 57. Còn chưa kịp làm chủ thì tới năm 59 đã bị nhà nước gợi ý góp hết ruộng đất vào tổ đổi công. Giống như bước thăm dò phản ứng của dân chúng có lẽ do nóng vội tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện sản xuất lớn bắt chước Liên Xô Trung Quốc, biến nông thôn thành nông trường công xã, nên tới năm 1960 thì miền Bắc tiến hành hợp tác hóa ồ ạt. À. Tất cả ruộng đất trâu bò đều bị sung công, hiến cho hợp tác xã, nông dân trở thành xã viên, làm ruộng theo giờ giấc quy định, nghe tiếng kẻn reo vui thấy chân trời mở rộng, được tính công điểm căn cứ vào công điểm ấy mà người ta chia cho thóc, khoai hay rơm rạ tất tập thóc gạo do nông dân một nắng hai xương làm ra đều bị nhà nước trưng thu quản lý nồi cơm của mỗi gia đình đầy hay vơi đều phụ thuộc vào sự phân phối từ nhà nước người làm nhiều công điểm hay ít công điểm thì cũng chỉ như nhau bởi thóc được tính theo nhân khẩu có một thời đám trẻ con chúng tôi nghe cán bộ trên tỉnh huyện về giáo huấn chính sách ưu việt của chế độ mới rằng cùng làm cùng hưởng bình quân chia đều họ hãnh diện về cái nguyên tắc ấy gọi đó là nhân đạo cách mạng, nhân đạo cộng sản, ai cũng như ai, ai cũng được chăm lo. Do thiếu thông tin và lại sợ thứ chính quyền trên đầu ngọn súng. Mao Trạch Đông, lãnh tụ Tàu cộng thời ấy đã khẳng định là súng đẻ ra chính quyền mà. Cho nên hầu hết nông dân phải cun cút nghe theo chủ trương của nhà nước hoặc tin một cách ngây thơ, mơ hồ. Họ khi đó chưa có hiểu rằng hợp tác hóa là cuộc cướp đoạt trắng trợn ruộng đất, tư liệu sản xuất của nông dân, đẩy người làm ruộng vào cuộc sống đói nghèo. Ngắm nghĩa cái lối làm ăn ớt ơ của hợp tác xã, thầy bù tôi quyết không vào, cứ chấp nhận bị coi là lạc hậu, đối tượng chậm tiến, bị lên án là chỉ biết làm ăn riêng lẻ cá nhân ích kỷ mà không thấy hướng đi lớn của thời đại. Nhà tôi thời kỳ cuối kháng chiến chống Pháp nghèo khó như nhiều gia đình nông dân khác, chỉ có vài xào ruộng, tuy nhiên nhờ chăm chỉ cày cuốc nên vẫn đủ gạo ăn, Tới cuối thập niên 50, thầy bù tôi chịu khó bám vào ruộng đồng, lại buôn bán thêm tiết kiệm, cả nhà nhịn ăn nhịn mặc, dành tiền, mua được dăm xào ruộng nữa, của những người có ruộng nhưng không muốn làm hoặc là đi thoát ly. Tới trước khi chịu ép vào hợp tác xã, thì đã có được 9 xào, mỗi xào 360 mét vuông. Đủ thóc ăn, chấm dứt cảnh đói, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước. Trong nhà lúc nào cũng đầy mấy chung thóc khô, không bị rơi vào cái cảnh của đa số hộ xã viên hợp tác thiếu đói triền miên, ăn độn quanh năm. Khi giáp hạt, tháng 3, ngày 8, nhà tôi vẫn không phải ăn độn. Nhưng nhắc tới từ ăn độn lại nhớ đến tháng 4 năm 1977 tôi vào Nam nhận việc. Cơm trắng được đúng 2 tháng, rồi trường kỳ ăn độn. Cười ở chỗ là mấy thầy giáo tại chỗ được chính quyền mới lưu dung giữ lại trường có lần bảo từ bé đến giờ, kể cả khi chiến tranh ác liệt nhất mới biết thế nào là ăn độn. Thầy Trần Mạnh Hảo dạy toán còn dí dỏm. Cách mạng hay thật cho chúng tôi biết thêm bao nhiêu từ ngữ mới mà chỉ cách mạng mới có. Rồi cuộc sống bình dị an phận của nhà tôi cũng không thể nào tồn tại trước thiên la địa võng vây bắt o ép của chính quyền. Nhiều khi khô hạn, người ta làm khó không cho hộ cá thể tác nước vào ruộng. Lý do nước đó của hệ thống thủy lợi hợp tác Họ dở đủ mọi cách đánh vào tương lai con cái, không kích nạp vào đội vào đoàn, không miễn giảm học phí. Cửa hàng hợp tác xã mua bán không bán cho những vật dụng sinh hoạt cần thiết như là nước mắm, dầu hỏa, hàng Tết vân vân Ngay cả Tết Trung Thu, con cái xã viên được phát bánh nướng, còn con của mấy nhà làm ăn cá thể không được tham gia rước đèn, nói chi là có bánh. Khổ nhất là họ tuyên truyền trong dân chúng tẩy chay đối tượng lạc hậu bảo thủ, ngăn cản chuyện phấn đấu học hành của con trong những gia đình làm ăn riêng lẻ. Chịu không nổi. Đến năm 1964, thầy bù tôi phải phất cờ trắng đầu hàng chính quyền, đầu hàng hợp tác xã. Ngoài hai sào đất thổ cư, tức là nhà và vườn, được giữ lại, thì còn hơn 7 sào ruộng và cái ao mới mua rộng gần 2 sao phải nộp hết vào hợp tác xã, mà nhà tôi là còn đỡ đó, chứ nhà bác ý vào cùng đợt, bị nộp tới mẫu rưỡi, tức là 15 sào tới khi mà hợp tác tan thực hiện khoáng 10, bị mất trắng. Cả nhà tôi 6 người vinh dự thành xã viên, làm việc hợp tác, ăn công điểm, được chia sản phẩm giống như mọi nhà, và bắt đầu đói triền miên. Suốt nhiều năm liền, từ khi thầy bu tôi chịu đầu hàng phải vào hợp tác xã nông nghiệp cho tới lúc anh trai của tôi đi bộ đội là năm 1969, rồi kéo dài mãi đến tận khi tôi đi đại học là năm 1972, thì vẫn chỉ mỗi nhân khẩu trên một vụ khoảng 40 kg thóc. Cả năm hai vụ được 80 đến 90 kg. Quy ra gạo thì cũng chỉ được 50 kg rải đều cho 12 tháng ăn cầm hơi. Lại rơi vào cuộc thiếu đói triền miên Người làm ra thóc gạo nhưng không đủ gạo để ăn Độn vào nồi cơm đủ thứ có thể độn được Nào sắn này, miền Nam gọi là củ mì đó. Khoai tây này, khoai lang tươi, khoai lang khô, củ dông, riền, củ mình tinh Sau này có thêm bột mì vón, mì sợi Tới bữa cơm, ai ngồi đầu nồi khổ nhất Tìm được một hộp cơm ưu tiên cho người già và trẻ con Đỏ con mắt, khó hơn là tìm đường lên dời Năm lớp 10, tôi lên huyện trọ học, cả nhà ưu tiên cho ăn cơm thuần, không phải ăn cơm độn. Nhưng mỗi tuần chỉ được sách đi 10 bò thôi, tức là 10 lon sữa bò gạo đấy. Tôi ở chung với ông bạn Vũ Trường Thành. Nhà Thành thì khá hơn nhà tôi. Nhà Thành cho y mỗi bữa ăn hẳn một bò, một lon sữa gạo đó thưa quý vị. Có lần trong bữa ăn vét nốt nồi cơm, tôi chua chát đùa bảo sau này mà thành công, thành đạt công danh tao sẽ nhớ ơn mày. Y cười, bảo đang chết đói mà còn nói chuyện thành đạt, đồ điên. Nhớ thành còn động viên tôi, sức ta là sức thanh niên, thế ta là thế đứng trên đầu thù. Nay nhịn đói một tí để mai kia no bụng mẹ ạ mãi sau này y kể hôm ấy tao đọc thơ cựu tố hữu nhưng nhìn vào cái gương soi cắt tóc nhà bắt mẳng thấy hai đứa mình đói xanh như tàu lá tao an ủi mày thế thôi chứ suốt đêm tao không ngủ được thầy bu tao ở cốc liên cũng nhịn đói nhường gạo cho con chứ có no đủ gì đâu dở dang lớp 10 chưa kịp tốt nghiệp thì y đi vào bộ đội vào đánh nhau ở thành cổ Quảng Trị hè năm 1972, bị thương về quê học làm thầy giáo. Năm nào cả hai vợ chồng cũng lặng lội vào thành cổ nghĩa trang đường chín nghĩa trang Trường Sơn, thắp hương mộ đồng đội khóc rưng rức. Còn tôi thì không kịp trả nghĩa y về bắt cơm phiếu mẫu, bởi mình phận nghèo chả có công danh gì ông nọ bà kia như đã từng ao ước bạn bè sau hòa bình tan đàn sẽ ngé, lâu lâu mới có dịp gặp lại chỉ ôn nghèo kể khổ về thời đói kém. Nông dân sống với ruộng nương làm ra hột thóc, có thêm tí vườn tược trồng trọt thứ này thứ kia, nuôi con gà con qué nên bị nhà nước xếp vào dạng có điều kiện tự cung tự cấp. Hợp tác xã chỉ chia cho nhân khẩu mỗi vụ mấy chục ký thóc là xong, xoa tay hết trách nhiệm. Nông dân không có sổ gạo, sổ lương thực, sống thế nào mặc lòng. Bi kịch ở chỗ, chính mình là chủ ruộng đất, gieo ruộng mạ, cấy cây lúa làm ra hạt gạo, nhưng quanh năm bị đói. Những cơn đói đã hủy hoại bao nhiêu thế hệ, giết chết và làm còi cọc bao nhiêu ước mơ khát vọng. Nỗi ám ảnh về hợp tác xã sản xuất lớn tiến lên chủ nghĩa xã hội theo mô hình Liên Xô Trung Quốc, cứ bám vào con người ta cho tới lúc chết. Thiếu ăn, sợ nhất vào khoảng tháng 3 ngày 8, dân mình gọi là giáp hạt, làm ruộng hồi xưa lấy trồng lúa là chính, mỗi năm hai vụ. Tính theo âm lịch, vụ chim thời gian từ cuối đông cấy tới đầu hạ mới thu hoạch. Ôm trọn mùa xuân nên còn có tên là vụ chim xuân. Vụ mùa cấy từ đầu hạ tới đầu đông thì gặt, ôm trọn mùa hạ và mùa thu nên còn có tên vụ hè thu. Cử tháng 3 hoặc tháng 8, ngày 8, lịch ta đó, thóc trong nhà thì đã hết mà bông lúa ngoài đồng vẫn chưa chín chưa thể thu hoạch, chưa thể cầm cái liềm ra đồng đem hạt thóc về, phải đợi một thời gian đáng kể nữa mới chạm tới nó, nên bà con ta gọi là giáp hạt. Cái đói chập chờn theo cả vào giấc ngủ, mơ cũng chỉ mơ thấy cơm, được ăn cơm, ăn no, không phải ăn độn. Thiên đường xã hội chủ nghĩa, thiên đường cộng sản xa xôi nơi đâu chữa thấy, đám chúng tôi chỉ biết thiên đường đang khao khát vương tới là bữa ăn no. Do hoàn cảnh địa lý và công việc, dân thành phố có hộ khẩu, chỉ trừ những người sống lang thang, người phạm tội bị các hộ khẩu, người đi bộ đội trốn về. Chứ nói chung thì ai cũng có hộ khẩu, kể cả dân phe phẩy buôn bán cò con, đều được hưởng chế độ bao cấp phân phối về lương thực thực phẩm. Điều đó cũng phải đạo, chả lẽ để họ chết đói. Đó là chưa kể nếu không có bác công nhân lấy đâu ra nhà cửa trú thân đêm ngày, áo quần ta mặc ai may, lấy đâu máy móc dựng xây nước nhà. Đến tháng 5 năm 1964, dân thành phố ùn ùn kéo về nông thôn sơ tán tránh máy bay Mỹ. Họ đem theo cuốn sổ lương thực, sổ gạo. Khi ấy, đám trẻ con chúng tôi, những đứa đói quanh năm mới biết thế nào là sổ gạo. Đứa trẻ thành phố chả cần làm gì vẫn có gạo ăn. Ngoài ra, còn được mua thịt lợn, đậu phụ, nước mắm, xì dầu, mì sợi, mì chín. Nông dân khổ quá, đói quá nên đôi khi tị nạn với người thành phố. Kiểu như mình làm ra thóc gạo mà còn đói. Còn chúng nó chỉ cày đường nhựa. Sao lại được những 13, 14 kg, thậm chí 16 kg, 19 kg, 21 kg một tháng. Người nhà quê, cách gọi nông dân thời ấy đó, đâu có hiểu rằng bên trong cái sổ gạo ưu tiên cũng chứa tầng tầng lớp lớp khổ sở, đau đớn, bi kịch lại nói chỉ cán bộ công nhân viên ăn lương nhà nước và dân thành phố có hộ khẩu mới được cấp sổ gạo. Còn những thành phần khác như nông dân, người lao động tự do, dân buôn bán phe phẩy, phải tự mày mò tìm gạo mà bỏ vào mồm. Người có sổ gạo ít nhất cũng tạm yên tâm mỗi tháng có hơn chục ký lương thực, không lo mỗi tháng 3 ngày 8 mất mùa bão lụt thiên tai. Cứ tới ngày quy định đem sổ ra cửa hàng lương thực mua gạo theo giá nhà nước, thường thì chỉ 3-4 hào một ký nghe thì đơn giản dễ dàng nhưng mà đoạn trường ai có qua cầu mới hay không ở trong trăng sao biết chăng có rận riêng cái vụ xếp hàng mua gạo cũng đủ chất liệu cho cái cuốn tiểu thuyết dày dặn về cái thời bao cấp các nhà văn ạ à. tôi có nhiều người thân mưu sinh ngoài phố cũng chỉ công nhân viên hoặc buôn bán nhì nhằn kể cho nghe cái nỗi khổ sổ gạo mua gạo tháng nóng cũng như tháng lạnh tháng rét nửa đêm gà gáy đã mò mẫm dậy đi xếp hàng tưởng mình đi sớm chòm sao đưa nguyệt vượt lên ngàn người đi cất bước trên đường thẳm ai dè tới nơi đã thấy cái hàng nó dài dằng dặc đứng mãi mỏi chân thì đặt viên gạch hòn đá chiếc dép để xếp lót hoặc nhắn nhe người trước người sau vậy nhưng tới khi mậu dịch viên mở cửa kêu nộp sổ lại nháo nhào lên như chợ vỡ thậm chí như cái bãi chiến trường tranh cãi chửi mắng cả tỷ thí tay chân nữa hạt gạo để ăn thấm đầy tuổi nhục. Dành nhau hạt gạo bỏ vào mồm chả khác gì cái đám thú hoang hung dữ cướp đoạt con mồi. Không ít trường hợp tới lượt mình thì hết gạo, hết giờ bán hàng. Lại ngao ngán thở dài, phẫn uất lại chuẩn bị cho cuộc xếp hàng mới. Chẳng phải vô lý khi người ta dịch cái cụm từ xã hội chủ nghĩa thành xếp hàng cả ngày xếp hàng là đặc trưng nổi bật của chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt một thứ khổ nạn buộc con người ta phải chấp nhận và chịu đựng mua bất cứ thứ gì từ cửa hàng nhà nước đều phải xếp hàng nhiều khi đang đi đường thấy người ta nháo nhác xếp hàng mình cũng nhào tới xếp hàng vào cái đã dù chưa biết bên trong kia đang bán cái món chi mua gạo nhưng đâu phải tất cả đều là gạo lương thực là một khái niệm rộng chỉ tới khi mậu dịch viên cân bán từng loại mới biết được nhiều năm dài, tiêu chuẩn tháng thường dân 14 kg gạo, nhưng gạo chỉ chiếm non một nửa, còn lại là lương thực. Đủ thứ bột mì, mì sợi, khoai, sắn, lúa mạch, miền Nam gọi tên là hạt bo bo đấy. Mà gạo á, nhiều khi hẩm, mục, hôi, đầy mọt, đầy bông cỏ, sạn, sỏi, bột mì thì vón cục, mọt lỗm ngỗm đen hơn cả bánh đa vừng tất cả chỉ đáng để nuôi lợn, được ưu tiên dành cho con người theo hệ thống phân phối xã hội chủ nghĩa. Nói không quá đáng, con người bình dân thời ấy bị xem thường, bị coi khinh coi rẻ, bị xem là đối tượng nhận bố thí ban phát của nhà nước. Không mấy ai dám chê, chê sẽ tự loại mình khỏi cuộc tồn tại. Hệ thống cửa hàng mậu dịch bách hóa, cửa hàng lương thực thực phẩm thương nghiệp nhà nước đã tạo ra một tầng lớp quyền uy, đó chính là mậu dịch viên lương chỉ ba bốn chục đồng một tháng nhưng nắm quyền sinh sát thương ai người đấy được nhờ chiếm được cảm tình của cô mậu dịch viên thì chẳng khác gì đời lên hương khỏi phải xếp hàng luôn mua được thứ ngon thời ấy lấy chồng thì chọn thủy thủ viễn dương vosco lấy vợ thì cứ nhắm mậu dịch viên là hay nhất mở mày mở mặt với đời Thị trấn huyện Kiến Thụy, Hải Phòng quê tôi, dãy phố mới dài ven sông, gia chủ hầu hết là nữ mẫu dịch viên, Chứ người thường làm gì mà có đủ tiền để mà chen chân vào đó. Vậy nên, xuất bán hàng thương nghiệp nhà nước thường chỉ dành cho con ông cháu cha, người bình dân không mấy khi tới lượt. Mua lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, không phải ai cũng chịu cái cảnh xếp hàng chen lớn vất vả, trí chóe tranh giành. Chỉ có dân thôi, chứ cán bộ nhà nước, nhất là nhà quan, quan to, gia đình quan thì có hệ thống cửa hàng riêng. Nhà cai trị công khai đặt ra hệ thống ưu tiên phân biệt đẳng cấp như vậy, mặc dù lúc nào họ cũng rêu rao bình quyền, bình đẳng, công bình dân chủ văn minh. Những cái thứ hàng tốt nhất, ngon nhất, đẹp nhất, giá trị nhất, rẻ nhất đều được dành riêng cho quan và nhà quan. Thời bao cấp, những siêu cửa hàng nức tiếng thủ đô như nhà thờ, tôn đảng hoặc Bạch Đằng ở Hải Phòng ấy đã đào sâu cái hố ngăn cách tầng lớp cai trị là những cán bộ đảng viên người lãnh đạo với nhân dân quyền trong tay họ muốn làm gì mà chả được dân chúng có phàn nàn kêu rêu chỉ biết thì thầm với nhau tôn đảng chợ của vua quan nhà thờ chợ của trung gian nịnh thần đồng xuân chợ của thương nhân vỉa hè chợ của nhân dân anh hùng đó chính là thứ biên niên sử ngắn gọn lột tả chính xác cái chế độ bao cấp sự phân biệt đối xử tàn bạo bất nhân lúc bấy giờ thôi thì nghĩ mình phận mỏng cánh chuồng con sâu cái kiến được cấp cuốn sổ mua gạo đã là may mắn lắm rồi nhưng lỡ đánh mất hoặc bị ăn cắp sổ gạo thì mới là cú trời gián đòn đau của số phận